Số mạng. Dạ. Số mạng nha. Rồi phước đức nữa. Đang rón rén giác khuân đồ đạc. Bàn đạt nghe có tiếng động trên sàn gác, liền ngước mặt ngó lên, thấy ngay trong gia đình của ông trưởng giả, ngang ra miếng cánh đồng của ông trưởng giả. Yeah. Tôi chỉ lấy ba hạt thóc tôi ăn mà thôi, chi về Tây Phương Phật mà Phật còn hỏi tôi đi dọc đường có dùng cái chi của ai không. Tôi trả lời là tôi lấy ba hạt thóc của ông trưởng giả tôi nhậm mà tôi đi đến đây. Ừ. Mà Phật còn phải biểu tôi trở lại đầu thai làm con ngựa 3 năm, 3 học thuốc phải làm đầu thai trở lại làm con ngựa. Wow. Người tên là Bàn Đạt, thường chuyên nghề đạo tật nuôi thân, có một hôm vào một nhà dân, đang rón rén giác khuân đồ đạc. Bàn Đạt nghe có tiếng động trên sàn gác, liền ngước mặt ngó lên, thấy nơi trang có tượng Phổ Hiền đang ẩn sau một ngọn đèn leo đen. Lòng bỗng thấy vô cùng sợ sệt rằng Phổ Hiền thấy hết việc mình, liền bỏ nguyên đồ đạc đang rinh, lui khỏi cửa đi êm một nước. Vừa đi vừa nghĩ suy từ trước cho đến nay những việc đã làm, ti dấu che được mắt người phàm, chớ thần thánh đã xem thấy rõ. Tự biết lỗi, bắt đầu từ đó Bàn Đạt liền dứt bỏ lo tu, sớm hôm bền một chí công phu, được Phật hóa thân tu về Phật. Nhân tượng giả độ nên người thật, là chuyện người Bàn Đạt thở xưa. Trong nhất thời nghề trộm được vừa nhờ tưởng có thần cơ quan sát. Mọi vật có thể làm người giác, nếu để lòng suy xét cho rành, Bàn Đạt tuy là kẻ gian manh, biết hối cải còn thành được đạo. Lấy tâm dám làm điều tràn bảo, đổ gia tâm dám tạo phước điền, tất nhiên từ dưới phàm duyên leo đến bậc Phật tiên chẳng khó. Chỉ nhân một cái hoài đầu ngó, được trở nên tỉnh ngộ nơi lòng, tội trộm kia đều vũ sạch, không còn thừa hưởng đức sang Phật quốc. Còn thừa hưởng đức sang Phật quốc. Dạ. Dạ. Câu chuyện chú Năm vừa sang Phật quốc. Trai giấy giấy ở thời dân vật, há để thua Bàn Đạt hay sao? Xưa ngu khờ mà được giác mau, nay thông thái tại sao chậm tỉnh. Xưa dốt nát nhưng giàu trí tính, nay khôn lanh nhưng kém tinh thần. Chỉ hai ho với lối tục trần, không sôi thấu được phần siêu việt. Biết cái giả chứ không biết thiệt, làm nhiều mà chẳng được hưởng lâu, óc thông minh đem để vào đâu, chẳng tìm biết cái nào chân giả. Yeah. Đó là hết tích của ông Bàn Đạt. Yeah. Rồi nói qua 12 vị A-la-hán cho mấy cháu thu luôn. Yeah. Ông đạo sĩ, ông tu gần đất đạo, tính đi về Tây Phương Phật. Yeah. Nhưng mà ông đi dọc đường, ông đi ngang qua miếng đất của ông trưởng giả. Ông chỉ có bẻ hai hạt thóc của ông trưởng giả mà thôi. Yeah. Đó, đất của ông trưởng giả. Đi ngang đất ông trưởng giả rồi bẻ hai cái hột lúa của ông trưởng giả, rồi khải ra thành gạo mà ngậm đi về Tây Phương. Như vậy thì về Tây Phương Phật hỏi, thì ông đạo sĩ trả lời. Ông đạo sĩ trả lời lại với Phật. Phật nói như vậy thì ông còn phải thiếu cái nghiệp của gia đình ông trưởng giả. Thôi ông phải trở lại làm cái con ngựa của gia đình ông trưởng giả là 3 năm. Yeah. Khi mãn 3 năm, mà hồi ơi, con nương con của ông trưởng giả cưng con ngựa lắm con ơi. Yeah. Như vậy khi mãn 3 năm thì bữa đó ngày mai 12 vị chú trước tính đến lấy đánh gia đình ông trưởng giả. Yeah. Yeah. Mà 12 vị cướp đó đi tới đâu người ta đều khiếp sợ tới đó. Ừ. Lo mà trốn với chạy. Ừ. Mà tại sao mà
phải là đốt đèn nè, dọn bàn ghế thức ăn đồ này kia. Như vậy là con ngựa hết nhiệm mãn thời kỳ 3 năm trả cái nghiệp cho dưỡng giả. Nó nói cô công nương, nó nói ngày mai có 12 vị tướng cướp đánh gia đình lấy đồ đạc của gia đình này. Như vậy thì phải chuẩn bị thức ăn lương thực đồ nãy kia, bàn ghế để đãi 12 vị cướp đó. Đó mà bằng đêm đốt đèn sáng trưng gia đình dưỡng giả nè. 12 vị cướp đó nói là tôi đi tới đâu người ta đều khiếp sợ tới đó, mà tại sao gia đình này bướng bỉnh dám làm như vậy. Nào là đốt đèn sáng hực hết trơn, mà nào là đãi đầm bàn ghế rồi thức ăn thức uống nữa. Tại sao dám bướng bỉnh cái này. Cô công nương mới trả lời với 12 vị tướng cướp, nó con ngựa của tôi như vậy là nói cho báo cho tôi biết là con ngựa của ở gia đình tôi là được 3 năm rồi. Nó báo cho tôi biết, nếu kêu con ngựa ra, tướng 12 vị tướng cướp nếu con kêu con ngựa ra mà không nói được như công nương nói, thì giết chết tài sản gia đình này cướp đấy nha. Như vậy thì khi con ngựa cũng trả lời thì ngày xưa tôi là vị đạo sĩ, tôi đi về Tây Phương Phật, đi ngang gia đình của ông trưởng giả, ngang ra miếng cánh đồng của ông trưởng giả. Tôi chỉ lấy 3 hạt thóc tôi ăn mà thôi. Khi về Tây Phương Phật mà Phật còn hỏi tôi đi dọc đường có dùng cái chi của ai không, tôi trả lời là tôi lấy 3 hạt thóc của ông trưởng giả tôi nhậm mà tôi đi đến đây. Mà Phật còn phải biểu tôi trở lại đầu thai làm con ngựa 3 năm, 3 học thuốc phải làm đầu thai trở lại làm con ngựa cho ông trưởng giả là 3 năm đó. Rồi quý vị đi cướp đánh người ta hoài rồi chừng nào mà quý vị đó đã. Rồi 12 đi cướp mới hỏi cái con ngựa lúc đó nó cũng như Bồ Tát mà. Phật dùng chi? Phật dùng lòng tự sát mổ đầu lòng dở cho Phật. Vậy mà đắc đạo ngộ nhất thời, tu nhất kiếp ngộ nhất thời là đắc đạo thành 12 vị la. Vậy là cái câu chuyện Út mở kể là câu chuyện gì Út? Câu chuyện mới kể là câu chuyện gì? Câu chuyện vừa rồi hả? Dạ. Câu chuyện là cái chuyện của đời xưa. Đời xưa. Phải nói là nghiệp quả nó phải là như vậy. Nghiệp quả phải trả nó. Câu chuyện là nhân quả. Bởi vậy cho nên mới nói có câu mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Cũng như ông Bàn Đại. Ông Bàn Đại cũng vậy. Thường chuyên nghệ đạo tập cũng nuôi thân mà. Có một hôm vào ngồi một nhà dân đang rón rén như quân đầu đạt ấy. Nghe có tiếng động trên sàn gác, Bàn Đại thì ngẩng mặt nó lên đi. Rồi nói thêm. Số mạng ngang rồi phước đức nữa. Đây vụ nói cho cháu nghe, như ông Út Liệp là sư phụ á, thầy nho đó, ổng có một mình thằng Ân là con trai Út thôi. Ổng coi tốt cỡ nào không? Tốt cỡ nào không? Đó, mà đi về con dâu về ở với thằng Ân có 2 đứa con với ngoại tình, nó đi lấy người ta, thằng ổng ở với thằng Ân. Ân giận quá, nó đâm bằng cây cày xe đạp tới cây cày sửa xe đạp mà nó đó chết đó. Rồi thì có tốt không? Không có tốt đâu. Phải nói nhiều người ta bỏ sách vở, đốt sách vở luôn. Trưởng ban chiêu ở trển coi nhiều con người ta mà con của mình gã cứ 2-3 lần thôi. Phải nói là số mạng và phước đức. Dượng nói với con cái gì cũng số mạng. Bây giờ phải nói đây nè, nói ở trên đời nghe, nói cái vũ kỵ tí ngọ mẹo dậu thành tích sổ mùi nằm trong khu kỵ dần thân tị hợi, nó cũng nằm trong khu kỵ. Tí ngọ mẹo dậu thành tích từ sổ mùi dần thân tị hợi, như vậy là nó nằm trong khung kỵ đó. Mà giờ con của Dượng bây giờ còn ở trong nhà 3 đứa có vợ có chồng, toàn là nằm trong khung kỵ không à. Nhưng mà nó đã xéo chứ không phải đá ngang mặt à. Nhưng mà mình
có nhân có đức rồi. Được em.